Ok nha mọi người, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh bằng cát như thế này nha mọi người. Ok, đây là bức tranh bằng cát ngày hôm nay mình sẽ tô nha. Một bức tranh và con vật rất là quen thuộc của mọi người nha. Chắc hẳn ai cũng biết con vật này nha. Còn đây là số màu ngày hôm nay mình sẽ tô cho nó nha mọi người. Mình đã chuẩn bị một số màu này nha nha. Có bức màu này hoàn toàn bằng cát hết nha mọi người. Đấy, ok bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha. Mọi người cùng theo dõi mình tô nha. Bây giờ mình sẽ gửi tờ giấy này ra trước nha mọi người. Mình sẽ gửi tờ giấy này ra nha. Đây là tờ giấy ngày mình sẽ tô đây. Trong này nó có hướng dẫn cho mình, tô theo nha mọi người. Nhưng mọi người không thích thì mọi người cứ tô theo, có thể tô theo màu khác cũng được nha. Không nhất thiết là phải giống trong này nha mọi người. Mình tô theo màu khác mình thích cũng được nha, không nhất thiết phải giống trong này nha. Tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tô phần thân này trước nha mọi người. Phần thân là phần chiếm nhiều màu nhất nha mọi người. Mình sẽ tô màu thân này trước nha. Phần thân thì mình sẽ tô màu gì đây ta? Ok, màu thân này mình sẽ tô màu cam này nha mọi người. Đây mình sẽ tô màu cam này.